Nếu mà chàng trai chưa biết khung luôn, chưa có mối tình nào sâu đậm hết thì em thích hay là em ngại hay là em lo lắng hoang mang gì em nói chị nghe thôi. Em cũng không có ngại lắm tại vì kinh nghiệm của em đủ để giúp bạn đó. Ôi ghê. Chàng trai thì có vẻ hơi rụt rè nhút nhát, để xem cặp đôi mà có cá tính ngược như vậy thì có tiến tới được xa hơn hay không. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai, và cô gái đã ngồi sẵn ở đây rồi. Tường sẽ mời bạn trai vào. Dạ. Chúng ta có thể mở mặt nạ ra và trò chuyện với nhau. Ok. Rồi, xin chào hai bạn. Bây giờ mình hãy giới thiệu về bản thân mình trước nha. Chào em gái, em tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thiên Vân. Em 24 tuổi, em quê ở Sóc Trăng. Nhưng mà hiện tại thì em đang làm việc ở Sài Gòn. Em là nhân viên tư vấn về sữa bột của em bé. Rồi, mời bạn trai. Em tên là Đặng Minh Trung. Năm nay em 25 tuổi, em đến từ Cần Đước, Long An. Em là nhân viên y tế của bệnh viện Nhân dân 115. Rồi mình ở thành phố luôn hay là mình ở đi về về Long An? Hiện tại thì em đi về về thôi. Khoảng có bao nhiêu cây? 30 cây. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn. Yếu em thì mấy đứa bạn em nó rủ đi ăn á, hay hỏi em về cái món ăn nó như thế nào thì em hay là có chút xíu là em có nói là món này không ngon hay là hơi lạc hay mặn gì chút xíu. Có nghĩa là em có khả năng nhận xét món ăn. Đúng rồi. Mà chính xác không? Chính xác. Mấy đứa bạn em nó chửi đi vô quán ta ăn mà mày ngồi á, mày nhận xét vậy lát nha, quýnh bòm đầu. Ôi giờ toàn là chê không hả? Hay sao tao quýnh bòm đầu, không có khen hả? Chê không à hả? Cũng có khen, cũng có đôi lúc chê gì. Rồi bình thường ở nhà ai nấu cơm em ăn? Thì mẹ nấu em ăn. Rồi em khen hay em chê? Lâu lâu mẹ làm món mới thôi. Hôm nay tao làm mẹ ăn được không? Hôm nay chắc tay nghề cũng lên được chút. Trời ơi trời. Biết nấu ăn không cưng? Dạ biết. Mai mốt đừng nấu cho anh này ăn. Nấu anh ăn mất công mệt mà anh còn chê nữa. Mai mốt bắt anh nấu cho mình ăn nhưng mình đừng nấu nha. Dạ. Rồi thì điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em cũng biết nấu ăn, làm được hết tất cả việc nhà. Đặc biệt là em chơi game rất là giỏi, chơi game online á. Rồi thời gian đâu đi làm, rồi thời gian đâu dọn dẹp nhà cửa nấu ăn? Tại vì em đi làm một ngày có 6 tiếng thôi, nên thường là em ở nhà nhiều. Em hát cũng hay, biết viết chữ thư pháp, khả năng quan sát với giao tiếp với khách hàng tốt. Rồi bây giờ biết hát hay, hát thử một đoạn tặng bạn trai đi. Rồi. Yêu anh yêu nhân gian mà giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra. Wow, yêu anh yêu mỗi anh thôi. Yêu anh hết thân này. Rồi, tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 4 mối tình rồi. Mối tình đầu nhất là 8 tháng trước mới chia tay. Quen cũng được 1 năm rưỡi. Tại vì bạn đó hơi trẻ con nhưng mà lại gia trưởng nữa. Với lại bạn đó có người khác. Còn mình thì sao em? Mấy mối tình rồi? Em thì cũng có một mối tình thời sinh viên. Rồi chia tay bao lâu rồi? Khoảng hơn 1 năm rồi chị. Rồi có nắm tay hung chưa? Chưa, nói chung là đi vô nhà thì cũng vẫn vô nhà. Chắc là em nhát quá, năm ra là người ta thấy em không có chủ động, không dám tấn công nên người ta nản chứ gì. Em thì cũng đâu có nhát dữ chị. Biết hung không? Biết chứ. Nếu mà chàng trai chưa biết hung luôn, chưa có mối tình nào sâu đậm hết thì em thích hay là em ngại hay là em lo lắng hoang mang gì em nói chị nghe thôi. Em cũng không có ngại lắm tại vì kinh nghiệm của em đủ để giúp bạn đó. Ôi ghê. Chàng trai thì có vẻ hơi rụt rè nhút nhát, để xem cặp đôi mà có cá tính ngược như vậy thì có tiến tới được xa hơn hay không. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Bạn trai của em thì em không có yêu cầu ngoại hình nhiều, cao hơn em nhiều một xíu là được. Không gia trưởng, không trẻ con. Công việc thì ổn định một xíu, không có tăng ca nhiều với lại đừng có đi công tác nhiều quá. Sao vậy, ghen lắm hả hay là? Tính em hay quan tâm thái quá người yêu á. Em hay ghen rồi bạn lại chán. Em thì chỉ làm xây theo ca thôi. Người ta đi làm công việc đàng hoàng, người ta làm bên ngành y đúng không? Dạ. Thì cái công việc ta như vậy, người ta đi trực thiệt mà. Sao không cho người ta làm, đi theo trực đêm luôn. Em cũng làm buổi tối tới 9 giờ mới ra. Ăn thua mình yêu nhau thôi, mình quan tâm với nhau thôi. Ở bên cạnh sát bên chưa chắc là đã lo cho nhau. Rồi còn em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Biết lo cho gia đình, về hiền. Cái gì em không thích ở người bạn gái? Con nít, nhõng nhẽo. Cho con gái mà không cho người ta nhõng nhẽo. Thì nhõng nhẽo cũng vừa vừa thôi chị.
quá, em thấy nhiều người nhõng nhẽo em không thích. Em đang đi làm, cái bạn gái điện thoại: anh ơi, em nhức đầu quá, em mệt quá. Em nói gì, em làm sao? Thì em hỏi em uống thuốc gì chưa. Uống thuốc vô đi coi có đỡ không. Không đỡ thì em chạy qua khoa anh đi, anh nhờ bác sĩ khám cho em. Trời ơi, có bệnh cũng phải chạy qua khoa ảnh, anh mới khám chứ anh không có qua khám cho em được đâu. Đáng lý con trai là phải qua chở bạn gái đi chứ. Ngoài giờ thì anh có thể qua chở em đi được. Tại vì khi mà đi ra ngoài đó, lỡ đột xuất ở đâu đó nó có một tỷ ra tai nạn gì đó, mình không có trực tiếp đó đó. Nói chung là đặc thù công việc, lúc đang làm việc thì không thể nào đi được. Hãy thông cảm ha. Theo em cảm nhận người bạn nữ ngồi bên kia là như thế nào? Nghe giọng nói của bạn nữ thì chắc cũng dễ thương. Dễ thương. Bạn nữ hơi men chịu không? Cũng được chị. Ăn hiếp em à? Ăn hiếp em, nhiều khi em ăn hiếp lại không là ăn hiếp không lại em không? Được không à? Được chị. Tôi thấy là cái vẻ hơi yểu điệu rồi đó, hơi nhát rồi đó. Tại vì thấy em vậy chứ ra ngoài thì em sẽ khác như bình thường. Em hình dung ảnh như thế nào? Hơi hiền với lại gọi là bảo thủ trong công việc một xíu. Rồi, bây giờ là thời khắc quan trọng, Tường sẽ mở cửa trái tim ra. Tặng quà liền, tặng quà liền. Mình có muốn quà tặng. Em cảm ơn. Anh thấy ảnh có giống như em suy nghĩ không? Nhìn mặt hiền thiệt. Hiền thiệt. Em có ngại chàng trai hiền quá không? Hiền quá thì cũng không tốt, nhiều lúc không có bảo vệ được phụ nữ của mình. Đôi lúc thì anh cũng hiền như vậy, nhưng mà đôi lúc thì anh cũng khó tính dữ lắm, nhưng anh có thể bảo vệ được cho em. Em cũng khó tính lắm á. Khó thì khó ở mức độ vừa thôi, chứ không có khó mà như mấy người ở ngoài miền ngoài. Ở miền nào cũng phải tùy người chứ, mấy miền nào. Anh cũng ở miền Tây. Đúng rồi, anh ở miền Tây. Em nhìn thấy cổ, em có cảm nhận như thế nào ở cái giây phút đầu tiên gặp gỡ? Dễ thương, có một nụ cười rất là duyên. Chúng ta sẽ bắt đầu gọi món. Khi mình gọi món xong rồi mình chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với nhau. Xin mời hai bạn hãy chọn thực đơn. Mình chọn món gì em gái? Curry tôm chiên kèm măng tây cà chua. Curry kim chi. Rồi, chị sẽ order dùm cho hai bạn nha. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục nói chuyện đi nè. Nếu kết hôn xong thì mình sẽ sinh sống ở đâu? Em có ngại làm dâu không? Làm dâu thì em cũng không ngại lắm, nhưng mà nếu mà có thể sống riêng với ba mẹ thì tốt. Anh thì bây giờ thì đi về, nhưng mà qua năm có lẽ là anh sẽ mướn trọ ở trên đây ở. Anh có dự định là sẽ dồn tiền mua nhà không? Tại vì em cũng đang dồn tiền á. Anh không cần mua có gì thì về dưới quê anh. Có nghĩa là em không có ý định lập nghiệp ở Sài Gòn? Vẫn ở Sài Gòn nhưng mà ở trọ. Chứ mình không có ý định là sẽ mua nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Có nghĩa là tại vì Long An nó cũng không có cách thành phố bao xa, anh ấy đi mỗi ngày được. Em thì em thích hai vợ chồng, nếu mà làm thì phải có một khoản tiết kiệm riêng, sau này phải mua được nhà. Anh là con lớn trong nhà cho nên là có mình anh à. Anh cũng thấy lâu lâu anh phải về. Thì cái chuyện lâu lâu chuyện anh phải lâu về, về là chắc chắn về. Là anh sẽ về rồi. Nhưng mà mình cũng phải có cái nhà riêng của mình chứ. Nếu như mà muốn tích góp lại để một cái quỹ riêng của nhà thì vẫn được, ok. Mình phải thoải mái hơn nữa, trò chuyện thẳng thắn để khi mình quyết định á, nó không có cái gì lầm lỡ hết. Sau này đừng đổ thừa chị Cát Tường ha. Nhà hàng đã chuẩn bị xong rồi. Rồi hai bạn cứ từ từ ăn uống, trao đổi thẳng thắn với nhau. Để một chút xíu nữa chị Tường quay trở lại rồi mình quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Rồi, nhìn hấp dẫn ha. Rồi chúc hai bạn một buổi ăn trưa ngon miệng. Dạ, mời em. Anh ăn kim chi đúng không? Bình thường anh có đi ăn đồ Hàn Quốc không? Anh thì cũng không có đi ăn đồ Hàn Quốc, thì đi ăn đồ nướng chung với mấy đứa bạn. Tại vì em thích ăn đồ Hàn Quốc. Em thấy anh hơi gia trưởng một xíu á. Có không? Anh, em thấy anh như vậy đó, nhưng đi về nhà là thấy anh một người con người khác bình thường. Anh ăn thử đi rồi cho em nhận xét đi. Ủa ăn cơm không sao nhận xét được? Sao em biết anh cơm cũng không? Em mới ăn cơm không rồi. Trời, anh múc cũng không, em còn chấm cái kim chi nữa mà. Bình thường anh thích ăn nhạt hay mặn? Nói chung thì vừa là được thôi. Tại em cũng không thích ăn mặn, bình thường em ăn nhạt. Nói chung là anh làm bên sức khỏe chắc anh cũng không thích ăn mặn, nó không tốt. Giờ anh ăn thử món của em nha. Anh thấy nó có hơi mặn không? Anh có biết nãy anh ăn cục gì không?
ăn tôm. À, đúng rồi. Anh có chơi game không? Không, anh thì ít chơi game á. Tổng hầu như là không chơi game. Tại vì công việc anh lúc nào không chơi game được. Chỉ có lâu lâu là lấy ra lướt Facebook vậy thôi. Cái ngành em đang làm á là chuyên về tư vấn cho em bé này nọ, nên là em rất là hiểu. Ăn chưa, ăn chưa? À, ăn rồi, ăn rồi chị. Ngon không? Nhận xét nghe thử coi. Ngon chị. Chị Tường muốn nghe hai bạn nói với nhau thật lòng hiện tại cảm xúc trong người mình như thế nào. Nói chung là tình cảm em thì nó tiếp xúc với em đó thì mới nhận biết được cái tình cảm của em nó dành cho một cái người con gái nó như thế nào. Gặp lần đầu không thể nào mà thích nhau liền hay là yêu nhau liền được, cần phải có thời gian. Thì hôm nay dù gì cũng bỏ thời gian ra chờ đợi rồi tới đây rồi thì em cũng sẵn sàng cho cơ hội nếu mà anh muốn. Không phải vấn đề là anh muốn hay là không muốn, mà vấn đề là mình có muốn hay không. Bấm nút trên đây là mình phải hôn nhau. Mà bao nhiêu người sẽ theo dõi, ba mẹ, bạn bè. Mình muốn mình mới bấm, chứ không phải bấm vì người khác. Nếu hai bạn không bấm nút, hai bạn vẫn còn có cơ hội hẹn hò lần kế tiếp. Hãy nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, xin mời hai bạn đứng ra đây nha. Ngày hôm nay hai bạn đã thuộc về nhau, chính thức tìm hiểu nhau để tiến tới hôn nhân. Rồi biết hôn không, biết nắm tay không? Rồi, chào anh xin phép. Kính thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay Cát Tường cũng đã hoàn thành vai trò là bà Mai, bà mối của mình. Xe duyên được cho cả hai cặp đôi, họ đều đồng ý hẹn hò với nhau. Hy vọng là tin vui cũng sẽ sớm báo đến với chương trình. Và nếu như chúng ta chưa may mắn, chưa tìm được một nửa của mình thì không sao cả. Chương trình vẫn cho các bạn một cơ hội nữa, nhận được một cái voucher. Đó là một cái phiếu tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với phiên bản offline các bạn nhé. Nhớ đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản đặc biệt Hẹn Ăn Trưa vào lúc 12 giờ thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và khi xem thì đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Xin chào.